Một. trọng sinh tô tiểu tình cùng long phượng thai bảo bảo còn sống bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com ưm ừ ân a à a à, loại này không thích hợp thiếu nhi thanh âm ở chu phong bên tai vang lên hắn hơi có chút sững sờ hắn không phải nhảy vào trong hoàng hà cứu một cái đến hậu sản bệnh trầm cảm nhảy xong tự sát phụ nữ có thai mà bị lũ lụt vọt vào dòng nước lũ bên trong đã chết rồi sao làm sao còn sẽ có ý thức chẳng lẽ hắn còn không có chết sao? Không chết. Chu Phong khóe miệng có chút nhàn nhạt đắng chát, hắn ngược lại thà rằng có thể chính mình lần này chết rồi, dạng này hắn thì giải thoát rồi. Giờ phút này, trong ốc của hắn toàn bộ đều là ở chính mình nghèo khổ thời kỳ vì hắn sinh con dưỡng cái thê tử tô tiểu tình, cùng một đôi long phượng thai nhi nữ huyên huyên cùng khả hình bóng người. Không muốn cứu hắn, thì để hắn chết đi. Sau khi chết, hắn liền có thể đi cùng vợ con con cái đoàn tụ. Kỳ thực, ở tô tiểu tình nàng mẹ con ba người thời điểm chết, hắn thì nghĩ đi theo, nhưng là hắn biết mình không mặc mũi đi cùng. Lần này, đến Hoàng Hà bên này khảo sát một cái một tỷ hạng mục lớn, không nghĩ tới, nhìn đến một cái có hậu sản bệnh trầm cảm phụ nữ có thai nhảy xong, nhìn đến một màn kia, hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nhảy vào trong Hoàng Hà, cứu người. Đem người cứu sau khi lên bờ, một cái sóng lớn vọt tới, đem hắn bao phủ vào dòng nước lũ bên trong, cảm thụ được mê muội cuồng cuộn hồng thủy, hắn không có cầu cứu, bởi vì hắn, kỳ thực, cũng muốn chết. Dù cho thành giá trị con người 10 tỷ chủ tịch lại như thế nào, dù cho ở biệt thự lớn lại như thế nào, hắn vẫn là một thân một mình, cô đơn, tịch mịch, ấy nấy cũng sẽ ở trong đêm khuya như thực cốt trùng đồng dạng, gặm ăn tim của hắn. Không có làm ban đầu vợ con con cái làm bạn thịnh thế, cũng không lộng lẫy. Lần này, Hắn thật muốn đi gặp tô tiểu tình mẹ con ba người. Ừm a à đừng nóng vội, giường, đi trên giường, lần nữa nghe được loại thanh âm này, chu phong cảm giác rất không thích hợp, bởi vì cho dù hắn được cứu, người không phải ở vàng bên bờ sông, cũng là ở bệnh viện, làm sao có thể sẽ xuất hiện dạng này xấu hổ tại người tai thanh âm? Hắn ra sức mở hai mắt ra, làm hắn nhìn đến trước mắt hình ảnh thời điểm, trực tiếp ngây ngẩn cả người, chỉ thấy đây là một gian mờ tối gian phòng trong lỗ mũi chui vào chính là hỗn hợp mùi khói mùi nước tiểu khai mùi mồ hôi mùi chân hôi hỗn tạp khó ngửi mùi vị trước mặt ngồi đầy tương xứng ba hàng người mỗi một cái đều là tuổi trẻ tiểu tử ở phía trước nhất đồng nát cũ kỹ trên bàn gỗ trưng bày một máy máy móc bên trong có hình ảnh mà vừa mới nghe được cái kia không thích hợp thiếu nhi thanh âm chính là từ cái này máy bên trong thả ra tuổi trẻ bọn tiểu tử nguyên một đám nhìn đến mặt đỏ tới mang tai ánh mắt lại giống như là bị năm linh hai keo dính trụ đồng dạng chăm chú nhìn trên máy móc hình ảnh liền nháy một chút đều không nở bọn tiểu tử nguyên một đám ở hưng phấn gào gào kêu lão bản lần này thả mới với vị a lão bản bộ phim này tên gọi là gì quá hăng hái cái này nữ diễn viên là ai dáng người rất được a còn có nàng còn lại phim sao muốn dẫn sắc cái chủng loại kia a Chu Phong ánh mắt rơi xuống bên cạnh các poster lớn lên, hòa tiêu chuẩn lớn tuyên truyền áp phích, cùng xem xét liền sẽ bị hài hòa rơi tên phim. Y nữ si tình, diễn viên chính. Tôn Vũ Lợi, cái này. Làm sao có loại đến những năm 80 cảm giác A, à, cái này không phải liền là những năm 80 vang dội hoa hạ thành thị lớn nhỏ phòng chiếu phim sao. Hắn còn đang suy nghĩ lấy thời điểm, bỗng nhiên bả vai trầm xuống, một cái thanh âm truyền đến. Phong ca, Bộ phim này cũng không tệ lắm phải không? Cái này nữ diễn viên ngực lớn, cái mông cũng lớn, còn trắng bóng, làm sao trên đường liền không tìm được dạng này cực phẩm đâu? Muốn là ta có lão bà như vậy, mỗi ngày để cho ta rung chân, ta đều cam tâm tình nguyện a. À. Chu Phong nhìn người bên cạnh, trực tiếp trợn tròn mắt. Đồng Tử trong nháy mắt mở lớn nhất. Bởi vì trước mắt người này lại là lúc còn trẻ Dương Bảo Toàn. Lúc này Dương Bảo Toàn quá trẻ tuổi, nhìn lấy mới 20 tuổi ra mặt. Không đúng, hắn năm trước mới thấy qua Dương Bảo Toàn một lần, Dương Bảo Toàn tóc đều hói đầu, người cũng mập, có bụng bia, cùng hiện tại cái này Dương Bảo Toàn không khớp số. Chu Phong Bên ngoài có người tìm. Bỗng nhiên, mờ tối phòng chiếu phim bên trong, vén ra một góc trềm vải, một cái gặm lấy hạt dưa nữ nhân hướng bên trong không nhìn được hô to một tiếng. Chu Phong đi ra ngoài, liền thấy đứng tại phòng chiếu phim cửa, một mặt xấu hổ giận dữ được sủng ái đỏ bừng, nhìn đến hắn sau hung hăng móc hắn liếc một chút chu tiểu yến. Hắn lần nữa giật mình sửng sốt. Đây là hắn tiểu mùi chu tiểu yến. Hơn nữa còn là 18 tuổi thời điểm chu tiểu yến. Lúc này chu tiểu yến, có một trương xinh đẹp mặt, không lưu loát non nớt trên gương mặt xinh đẹp chính choán đầy đỏ bừng, khác sinh động động lòng người. Ngũ ca, ngươi mau ra đây, có việc gấp. Vứt xuống câu nói này, Chu Tiểu Yến sợ người khác thấy được nàng đứng tại phòng chiếu phim cửa dừng lại một dạng, đi nhanh lên đến bên cạnh một chỗ bán thịt heo cửa hàng trước mặt, nhưng là ánh mắt rất gấp, thỉnh thoảng hướng về đứng tại phòng chiếu phim cửa Chu Phong liếc đi liếc một chút. Chu Phong nhìn trước mắt tràn đầy nồng đậm những năm 80 phong cách đường, cùng mới 18 tuổi Chu Tiểu Yến, cộng thêm vừa rồi tại phòng chiếu phim bên trong nhìn đến 20 tuổi Dương Bảo Toàn, hắn đại não anh nổ tung. Hắn, đây là trọng sinh trọng sinh đến 1988 năm. Hắn giờ phút này, nội tâm không biết là cuồng hỷ vẫn là khẩn trương, lập tức chạy đến Chu Tiểu Yến bên người, đại thủ nắm lấy cánh tay của nàng. Bởi vì quá gấp, lực đạo có chút lớn, làm cho Chu Tiểu Yến bị đau gọi. Ngươi làm gì, đau? Tẩu tử ngươi đâu? Chu Phong hỏi cái này nói thời điểm, ánh mắt một mảnh đỏ thẳm, hô hấp dồn dập, trên mặt nổi gân xanh, nắm lấy Chu Tiểu Yến cánh tay tay, không những không có giảm khí lực ngược lại càng dùng sức bởi vì hắn muốn xác định chuyện này chu tiểu yến đau đến hốc mắt phát hồng dùng lực trừng lấy chu phong mắng ngươi còn hỏi ta chị dâu ta hôm nay sớm nghỉ trở về thì không thấy được tẩu tử cũng không thấy được huyên huyên cùng khả hình trong nhà trên mặt bàn thả một phong thư là viết cho ngươi ta không dám mở ra nhìn là tẩu tử bút ký nói chu tiểu yến thì nhịn đau từ trong túi quần xuất ra thư, cứ điểm cho Chu Phong. Nhưng là Chu Phong căn bản không chờ nàng đưa tới thư, trong nháy mắt buông ra nàng, giống cái người điên. Hướng về về nhà phương hướng như cái đạn pháo một dạng chạy tới, một hồi cười như điên, một hồi a a a thống khổ tru lên. Nhìn đến chu Tiểu Yến hoàn toàn mơ hồ. Ngủ ca điên rồi. Nàng không dám suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian chạy theo sau. Nhưng là chu Phong tốc độ cực nhanh, nàng một cái đọc sách nữ hài tử căn bản theo không kịp chu phong lúc này nội tâm cuồng loạn bởi vì vào ngày này đúng là hắn nàng dâu tô tiểu tình lại cũng không chịu nổi hậu sản bệnh trầm cảm ông lấy huyên huyên cùng khả hinh tự sát thời gian đầu óc của hắn ầm ầm nổ vang địa điểm trong nhà phía sau núi rừng quýt bên vách núi thời gian ba giờ chiều lúc này thời gian là mấy giờ nhìn sắc trời cần phải mới 2 giờ chiều tả hữu. A a a a, tô tiểu tình, ngươi chờ ta. Đã lần này để hắn trọng sinh, hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho mình âu yếm vợ con nhóm chết. Hắn muốn dẫn bọn hắn đi xem ngày sau hoa hạ thịnh thế phùng hoa. Muốn dẫn bọn hắn qua cơm ngon áo đẹp sinh hoạt. Muốn cho bọn hắn nhiều nhất nhiều nhất thích. Bên cạnh chạy, nước mắt của hắn bên cạnh chảy xuống. Trước kia hắn, thật là cái lưu manh, bởi vì tuổi còn rất trẻ kết hôn sớm không có gánh vác lên gia đình trách nhiệm ý thức cộng thêm vẫn còn chờ sắp xếp việc làm trạng thái mỗi ngày đều cùng một đám bạn bè không tốt mù lăn lộn không phải đi dương gia thôn đánh bài cũng là đến trong thành phòng chiếu phim xem phim hoặc là trượt băng đánh bi a à các loại cảm thấy nữ nhân sinh hài tử cũng không cần chính mình chiếu cố nữ nhân một người liền có thể giải quyết thậm chí đối hài tử cũng không có tình thương của cha cảm giác ngược lại nửa đêm bởi vì các bảo bảo khóc, hắn sẽ còn cảm thấy rất bực bội mà phát cáo. Mà áp đảo tô tiểu tình sau cùng một cọng cỏ, ở tô tiểu tình cùng hai cái bảo bảo sau khi chết, hắn mới nghĩ rõ ràng. Đó là bởi vì hắn buổi sáng hôm nay cầm đi tô tiểu tình cho hai cái bảo bảo mua sữa bột sau cùng tiền, trọn vẹn 23 khối. Cùng còn tại hôm qua tô tiểu tình đi làm trong quốc doanh tiệm cơm, hắn cùng bạn bè không tốt ở nơi đó uống rượu, uống nhiều quá, sau đó nhìn đến làm phục vụ viên tô tiểu tình bởi vì mang hai cái bảo bảo đột nhiên khóc, tiếng khóc khóc đến hắn bực bội, gầm thét tô tiểu tình vài câu, nói nàng liền đứa bé đều mang không tốt, còn có cái gì dùng. Hồi tưởng lại những thứ này, Chu Phong một bên chạy, một bên đánh mặt mình. Cặn bã nam. Trước kia ta thật mẹ nhà hắn hỗn đảng. May ra bây giờ trọng sinh, hết thảy đều còn có thể vãn hồi. Hắn sợ đi trễ, chạy về đến trong nhà về sau, thẳng đến phía sau núi, liền khí đều không mang theo thở một chút. Đồng thời lớn tiếng lại vội vàng hô. Tiểu tình. Tiểu tình. Bởi vì quá mức cuốn cuồng, trên núi lại có rất nhiều bụi gai, không cẩn thận, hắn ném tới mặt đất, tốt tại trên mặt đất đều là bùn cùng rơi xuống lá tùng, ngã xuống cũng không đau. Ngã xuống, hắn đứng lên, cũng không rảnh đi đập quần áo, đứng lên tiếp tục hướng về kiếp trước tô tiểu tình mang theo người thân tự sát địa phương chạy tới tiểu tình tiểu tình giờ phút này tô tiểu tình đem trong ngực ba tháng lớn nhi tử huyên huyên không lưng đặt ở rơi đầy lá tùng mặt đất huyên huyên chớp hai mắt thật to cũng không có khóc trống còn nhếch môi góc hướng về tô tiểu tình cười nhìn đến tô tiểu tình hốc mắt hồng hồng mở ra cái khác mặt chà sát con mắt huyên huyên ngoan nàng lại thuần thục đem vác tại sau lưng dùng dây lưng cột chắc ba tháng lớn nữ nhi khả hình giải khai dây lưng từ phía sau chuyển thành ông đến trong ngực sau đó không lưng đem nàng thả vào cùng huyên huyên song song vị trí nàng ngồi sống người xuống nhìn lấy hai tiểu bảo bảo nàng cười đến rất tuyệt vọng huyên huyên khả hinh mụ mụ ở mụ mụ một mực bồi tiếp các ngươi chỉ là mụ mụ thật không vượt qua nổi các ngươi ba ba không yêu chúng ta chúng ta cùng một chỗ đổi cái thế giới sinh hoạt ê à, khả hinh hướng về tô tiểu tình duỗi ra gầy còng tay nhỏ giống là muốn sờ mặt nàng một dạng. Vừa mới còn tại nhất miệng cười huyên huyên, giống như cũng cảm giác được tê tê tâm tình không thích hợp, nụ cười lập tức liền không có, mở to hai mắt thật to tò mò nhìn ma ma. Tô tiểu tình một cái tay lôi kéo huyên huyên tay nhỏ, một cái tay lôi kéo khả hình tay nhỏ, mặt gom góp tại hai người bọn hắn trước mặt, đem hai bọn họ tay nhỏ thả vào trên mặt mình. Cảm thụ được người thân nhiệt độ. Nước mắt của nàng cộc cộc rơi xuống, Huyên Huyên, Khả Hinh, các ngươi đừng sợ, rất nhanh, sẽ không đau, chúng ta rất nhanh liền có thể đi một thế giới khác, một thế giới khác khẳng định sẽ rất tốt đẹp, chí ít, cũng so hiện ở cái thế giới này tốt. Nàng và Huyên Huyên cùng Khả Hinh bên cạnh là ba tầng lầu cao vách núi, bên dưới vách núi là loạn thạch. Từ nơi này quẳng xuống, tuyệt đối có thể lập tức chết mất. Không có quá nhiều đau. Nàng cố ý tuyển nơi này. Kết thúc, hết thảy thống khổ thì phải kết thúc ngay tại nàng không lưng ông lấy huyên huyên thời điểm, bỗng nhiên, nàng giống như nghe được có người đang gọi nàng. Tiểu tình. Tiểu tình. Nàng hơi sững sờ. Chợt gần chợt xa thanh âm, nghe, rất như là chu phong thanh âm. Một nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.